Xin chào anh chị và các bạn, đây là kênh Trịnh Phát và tôi là Trinh Ngâm. Hôm nay là phiên 20 tháng 5, thì đầu giờ cũng là đầu tuần luôn. Thì, tôi có cái bản tin ngắn để các anh chị và các bạn tham khảo. Đầu tiên là chúng ta nhìn phân tích trên cái biểu đồ của VN Index. Cái khung mà chúng ta đang nói đến là khung tuần. Khung tuần của VN Index thì sau khi tăng từ tháng 1 đến giờ ấy, tháng 1 nó có một cái sự điều chỉnh, và cái điều chỉnh này nó tương đối tốt khi nó chuyển về nó về cái hỗ trợ và nó bật lên. Đây nó thể hiện ở cây này. Cái này là về hỗ trợ được đường đỏ đây và nó đã bật thành một cái xanh. Và về giá thì nó đang tranh chấp ở trong mây. Đấy, nhưng mà xét cái thứ nhất là nó tăng lên vùng mây dày này, lùi lại hỗ trợ này và giờ đang bật lên, thì khả năng nó tích lũy và nó đi ra ngoài này thì nó sẽ rất là tốt với những trạng thái tuần. Nó chuyển sang tức là xu hướng tuần của VN Index nó sẽ chuyển sang là tăng chứ không phải là các hồi phục nữa. Đấy, trong cái đoạn này thì là sau phục này là đây là những đợt hồi phục này. Đấy, phục này đến đây cũng chưa rõ này, đến đây chưa rõ này, nó chỉ gọi là hồi phục thôi, một phần nó xuống nhưng mà nó đang ở đây thì chúng ta kỳ vọng là nó vượt qua mây. Trong Ichi, công tác Ichi thì là giá mà nằm trên mây thì là giá mà nằm ở trên mây trong Ichi thì xu hướng xác định bằng một cái thế của vị trí của giá trong mây. Trên mây thì là một xu hướng tăng. Thế thì bây giờ là chúng ta đang kỳ vọng một cái xu hướng tăng tung tụ trên khung tuần. Và cái xu hướng tăng đó, cái kỳ vọng gần nhất của nó là lên cái vùng 1045. Đấy, khung tuần là chúng ta nhìn biểu đồ tuần là tương đối tốt. Biểu tuần rất tốt. Chúng ta có cái nhiều kỳ vọng. Khi khung ngày của VN Index thì nó đang ở trạng thái là tích lũy rất là tốt, tuy nhiên cái thời gian tích lũy trên khung ngày này thì nó có thể sẽ lâu, có thể là thậm chí là hơn một tuần nữa, tính từ đầu phiên này nó có thể là hơn một tuần nữa. Đấy, với cái vùng mà nó được điều chỉnh về thì có thể nó về tận đến cái vùng 663 cơ, 963 cơ. Đấy, nó có thể về tận vùng 963. Tôi đang nói trên khung ngày, chúng ta sẽ nói khung thấp hơn để nó chuyển hơn. Thì theo khung ngày thì là nó đang tích lũy. Đấy, nó tích lũy quanh đây và thời gian có thể đến tận khoảng 2 tuần, hơn 1 tuần. Và cái nùi của nó, cái mức độ nùi thì điều chỉnh có thể thôi chứ không phải nó không bị áp lực điều chỉnh như thế, thế là nó có thể nùi về cái vùng 63. Đấy. Sau đó nó lại tăng lại được. Nó sẽ tăng lại, chắc chắn nó cái khả tỷ lệ và nó điều chỉnh lại cho nó tăng, thậm chí nó chỉ tích lũy ngang ở đây để nó tăng thôi. Đấy. Còn trong trường hợp mà nó bứt luôn lên, nó tích lũy nhẹ ở đây như hai phiên rồi xong bứt lên trên 890 thì nó rất là tốt, đặc biệt nó càng bứt xa càng tốt thì nó càng mạnh, càng thể hiện cái sức mạnh của nó. Đấy. Nhưng mà để mà bứt xa được thì nó tích lũy cái quanh đây vài phiên. Mức độ tích lũy mạnh yếu thì thể hiện qua việc là nó hiện điều chỉnh nhiều ít. Nhưng mà tóm lại là nó điều chỉnh là cơ hội để chúng ta tham gia thị trường. Cơ hội để tham gia trong cái khách hàng của mình thì mình đã khuyến nghị mua từ khi nó đang gần về 938 rồi. Gần về 938 nó mua rồi. Thì bây giờ ai mà hiện tại là không mua thêm, không bán, không mua thêm. Nhưng ai mà mua quá ít thì là cái rung lắc mạnh, chỉnh mạnh thì chúng ta mua thêm. Còn lại là sau khi nó vượt lên 9, cho nó tích lũy, nó vượt lên 980 thì chúng ta vào gia tăng. Thế nên là về thị trường chung như thế, chúng ta có thể nhìn thấp hơn được khung giờ. Chứ khung giờ này mà nói thì là đầu phiên này nó lại có vẻ tích cực cơ. Đầu phiên này nó lại có vẻ tích cực. Và nó tích cực đến cuối phiên, thậm chí sang đầu phiên sau. Đấy. Tuy nhiên mà đến cuối phiên hoặc là sang đầu phiên sau ấy mà nó lại không nằm ở trên 987 ấy. 987 thì khả năng nó sẽ điều chỉnh thời gian nó dài hơn. Tương ứng với lại thời gian thậm chí là tăng tuần.
Đấy, còn nếu mà đến cuối phiên này, đầu phiên hoặc khoảng cuối phiên này đi, hoặc đầu ngay đầu phiên sau khoảng giờ đồng hồ gì đó. Đấy, khoảng được giờ đồng hồ đầu tiên đấy các bạn ạ. Mà nó đang nằm ở trên trên 987 978 ấy thì sẽ rất tốt. Chu kỳ lại là trong trong phiên này, từ từ nay đến đến đầu giờ sáng ngày mai mà nó cứ vận động ở trên 98 978 thì nó sẽ khả năng có khi nó sẽ sớm tăng luôn chứ không, nó không chỉnh nữa. Ngược lại thì đến đến hết đến cuối ngày mai, à, cuối ngày hôm nay đầu giờ ngày mai mà nó lại đang nằm ở dưới cái mức đó thì chúng ta kỳ vọng, có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng nó điều chỉnh về vùng 73 973 đến 970. Tôi nghĩ là có thể là sẽ có cái giá đó. Còn trường hợp xấu xấu trên khung ngày thì nó mới về đến 963. Xấu thì khung ngày thì 63. Đấy, xấu trên ngày bên này là 963. Và trong trường hợp hôm nay mà nó chỉnh luôn về, nó chỉnh thì sao? Trong trường hợp này nó chỉnh thì nó chỉnh trong trường hợp này nó chỉnh về tầm 970 973 thì có khi nó lại tăng mạnh luôn đấy. Đấy, thì cái khả năng mà nó vượt lên trên 978 là cao hơn. Đấy, chung quy lại chúng ta sẽ canh thị trường về khoảng 973 970 thì chúng ta có thể giải ngân được của là VN Index. Còn VN 30, VN 30 thì chúng ta nhìn cái ngày của VN 30. VN 30 thì cũng tương tự như như không như của VN Index, nhưng cái là cái mức độ hỗ trợ của VN 30 nó không mạnh bằng VN Index. Không mạnh bằng VN Index. Mức hỗ trợ nó không bằng. Và khả năng đi của nó có thể đi, cái nhìn này nó có thể đi chậm hơn đấy. Nếu tăng thì nó đi, có thể nó còn tăng chậm hơn cả VN3 index chứ không phải ta. Thì không biết là sau sắp tới có phải là các dòng khác nó tốt hơn cả dòng trụ không, nhưng mà nhìn cái này VN30 là hỗ trợ yếu hơn một chút, gặp cái cản khó hơn. VN-Index là nó nằm ở ngay mép mây rồi, nó sắp đi ra rồi, còn đây là dưới tận dưới mây, nên là anh này mà cứ đi lên lên trong vùng này, đây sao găm ở đây, anh có thể lanh quanh ở đây và anh bị cản ở đây. Đấy, nhưng VN30 ở VN-Index thì nó lại kháng hơn. Còn về một khung giờ mà nói thì sao, khung giờ thì thằng này cũng giống như kia, từ đầu giờ này có thể là sẽ tích cực luôn rồi, nó tích cực giống, tức là cũng giống nhau đấy, giống nhau với mốc 892. Thằng này có thể chúng ta cho nó mốc 892, từ giờ đi nó tăng mà nó cứ giữ ở trên 892.5 ấy thì khoảng đến cuối phiên mai, à, đầu đầu phiên mai mà nó vẫn nằm ở trên đấy thì ok, rất là tốt. Còn ngược lại thì đến cuối phiên mai mà nằm dưới mức đấy thì chúng ta sẽ có thể thời gian điều chỉnh có thể dài hơn chúng ta kỳ vọng thôi, chứ còn nó bình thường, tức là không ngày nó chỉnh ra nó có thể là nó có thể đi ngang thiết bị và chỉnh lại nhẹ ở cái vùng này trong khoảng hơn tuần mà đấy. Vậy thì chiến lược thì VN50 đây không giờ là không tăng rồi, thì như đã nói từ mà hơn một tuần trước rồi, tức là chúng ta chiến lược của chúng ta là non, có điều là nó đến cái vùng cản lớn vùng thì chúng ta sẽ hạ vào thị trọng hoặc là short ngắn thôi, chứ còn chủ yếu là chúng ta sẽ canh non, thế nên nó chỉnh thì chúng ta canh non. Đấy, đây là VN50 thì chúng ta sẽ chuyển sang VN F6 tháng 6 này. Tháng 6 đây, 6 thì đầu tiên thì trên khung ngày. Khung ngày đây các bạn nhìn rõ, hôm trước lên cái vùng mây này, vùng giao găm này, đấy, 899 thì nó chỉ lên được 8 gần 899 rồi, 88 rồi. 898 mấy rồi. Đấy thì nó sẽ điều chỉnh. Đây thì cái vùng điều chỉnh của chúng ta kỳ vọng. Đấy, cái này thì khung khung phái sinh này thì chúng ta sẽ nhìn như này. Khung ngày đang có cái áp lực điều chỉnh, có cái áp lực điều chỉnh.
có áp lực điều chỉnh tương đối lâu đấy, khoảng một tuần, hơn một tuần, quá quá một tuần một chút đấy, quá một tuần nó có áp lực điều chỉnh quá một tuần một chút. Tính nếu hai phiên kia nữa thì cần như thế là hơn một tuần, tuần rưỡi. Thì nó đang, hôm trước mình nói là các lần điều chỉnh thì nó đang điều chỉnh 2 ngày rồi, 2 phiên rồi, thì có thể thời gian dài điều chỉnh dài thì nó sẽ mức đó, với cái mức điều chỉnh về là chính cái vùng này, ta nói rồi 87 79 này, 880, cứ cho là quanh 880 đi, nó sẽ quanh 880, 880 thế là cùng 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 ngày nó ra, là có khả năng chúng ta sẽ tích lũy quanh đây trong một thời gian, thậm chí là hơn một tuần. Thế là trường hợp mà nâu, còn nhanh thì có thể chúng ta sẽ một phiên, hai phiên, có khi hai phiên. Okay. Hôm trước mình nói là 2 3 phiên gì đấy, thì có thể là chỉ có thể nhanh thì phiên này là không ấy rồi. Tóm lại là cái xuống xu hướng của ngày này vẫn là chưa phải là xu hướng tăng đấy, nhưng mà như mình đã nói là bắt đầu từ lúc mà giá nằm trên hai đường tenkan ijun thì nó là cái đầu tiên xác nhận trong xu hướng tăng, ít nhất là nó là một cái hồi phục đấy. Thế thì lên đây mình đã thoát ra rồi, và bây giờ mình đang cả canh no, và tiếp tục nó càng xuống thì mình sẽ canh cánh cái tiếp đến cái điểm mà mình dự định có thể nó về đấy, thì mình sẽ đủ cái lượng no của mình ạ. Đấy, còn nó không về thì nó phải tích cực lên thì mình mới gia tăng, còn nó về quá cái mức của mình thì đương nhiên là bắt đầu lại đánh hạ dần, cái cắt lỗ dần rồi. Thế là không ngày chúng ta nhìn thấy là cái khả năng mà nó phải tích lũy nhiều ngày là có, nhiều ngày là có, còn nó vượt lên thì có thể nó cũng chưa được cơ hội tốt lắm để vượt lên, nó cũng sẽ lanh quanh ở đây thôi. Nên giỏi lắm thì lên cái vùng 901, 902 này này, 902 thôi. Nhìn này chưa 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 tốt lắm, trừ khi có cái sức mạnh gì đó. Để xem qua khung giờ. Đấy, khung giờ của chúng ta thì là khung giờ của chúng ta thì cũng tương đương mấy cái kia, mấy VN-Index và VN30. Đấy, thì khả năng hôm nay nó sẽ tích cực, sẽ tích cực cực lên. Nhưng mà muốn tích cực thật rõ ràng thì nó cần phải vượt qua cái đỉnh của nó, cũng giống như hai VN-Index và VN30. Còn nếu không ấy, thì nó tích cực đến chỉ nhì nhằng và đến tận đầu giờ sáng mai mà nó không trên ở trên cái vùng đáy này này. Vượt qua cái đáy trước này, đây, nếu không vượt qua giống như nó test đáy ấy, là đi lên này, tạo thành cái nền ở đây, đi tụt xuống này thì nó có thể hồi lên lại chỗ cái vùng này, đó là vùng 895 đi, chúng ta sẽ cho nó cái mốc 895. Giờ đến phiên mai mà nó không vượt lên 895 ấy, thì khả năng nó sẽ cần tích lũy lâu hơn. Vùng tích lũy thì mạnh nhất của nó thì là chúng ta đợi nó ở vùng 880. Còn nếu không thì kỳ vọng là 887 này chúng ta sẽ bắt đầu lo rồi. Chúng ta bắt đầu lo từ 887. Đấy là với những người mà đã có vị thế từ trước, người ta hạ tự trọng ở chỗ cái vùng kinh nghị ở gần 899. Còn nếu như bạn nào mà không có vị thế thì đương nhiên chúng ta sẽ phải lo rải dần để tránh hợp nó tích lũy tốt, nó vượt lên cho. Đấy, chiến thuật là lo, lo mà là cố gắng nắm giữ, chúng ta canh cái điểm thấp để chúng ta lo. Mình thì chiến lược của mình là nó về 887 là bắt đầu mình long trở lại cái phần mình đã chốt, long đã chốt, còn mình ít short ngắn, có thể mình sẽ short ngắn trong trường hợp mà cuối phiên này nó lên những cái vùng đỉnh này mình cũ này chẳng hạn mà nó không vượt qua, hoặc là đến cuối đến sáng đầu giờ mai mà nó lại nằm ở dưới 893 chẳng hạn, 892.5 ấy. Đấy, thì có thể sọt ngắn, nhưng mà nói chung là sọt ngắn thì đánh ngược là một cái rất rủi ro, vì xu hướng ngược thì nó nhanh lắm, nó có thể đảo lại phương chính của nó rất nhanh, biên độ lại nhanh nữa. Ai mà không quen thì chúng ta sẽ tốt nhất chúng ta chỉ đợi chờ một cái xu hướng chính của chúng ta thôi, cái điểm để chúng ta non thôi. Đấy, thì như vậy là kết lại thì là thị trường chúng ta có thể điều chỉnh đến tận khoảng hơn một tuần, nhưng mà đây là điều chỉnh để đi lên chứ không phải là
cái khả năng đi lên rất cao, để chúng ta thiên về điều chỉnh để chúng ta canh non. Đấy, cái vùng mà chúng ta có thể nghĩ đến là 887, thấp nữa là 880, và cái mốc mà chúng ta mốc đỉnh cũ của nó là cái mốc 892.5, là cái mốc mà chúng ta sẽ canh thời gian hết phiên này đầu phiên mai để xác nhận là nó kết thúc điều chỉnh sớm hay là có thể mất thời gian hơn, nó sẽ có thể mất thời gian hơn. Và trong phiên này thì thiên về nó sẽ tích cực, nhìn về thị trường này thì khả năng nó sẽ tích cực. Đấy, nó sẽ tích cực. Nhưng quan trọng nhất là cuối phiên này và đầu giờ mai thì là nó ở đâu thôi. Nó nằm ở trên mốc 892.5 hay nó nằm ở trên cái đỉnh 898. Đấy. Ok, như vậy là mình chỉ có vài quan điểm thế, thì mong giúp ích cho các anh chị trước giờ giao dịch. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị một ngày giao dịch nhiều thành công. Chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái buổi livestream phiên chiều lúc 12 giờ 55 phút.